chút. Rồi để ba đốt giùm con ha. Rồi bây giờ con bắt đầu làm gì nữa? Bây giờ sao con? Con thấy hiện tượng gì không? Con thấy cái này nó tắt nhanh. Cái nào? Cái này. Cái này là cái gì? Cái cốc. Còn cái nến ở giữa thì sao con? Cái nến ở giữa thì nó có nhiều không khí nên nó cũng có nhiều oxy nó tắt sâu. À thế hả? Thế bây giờ còn cái nến thứ ba? Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái tóc lên, úp lên cái nến thứ ba thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong không khí nó chưa cần hơn 20%, đó là khí oxy đó các bạn. Thế rồi nó cần thực sự cháy đó các bạn. Thế khi muốn dập, khi muốn dập tắt đám cháy, đám cháy một số các cấp thuốc hỏa Nhiệt.